xin chào các bác yêu mến hoa lan trên khắp mọi miền đất nước hôm nay một chút lại chia sẻ với các bác anh chị và các bạn về đam mê hoa lan <laughs> cái từ mà đam mê hoa lan rồi bảo tồn và phát huy những cái gen những nguồn giống quý của hoa lan thì sẽ không còn được nhắc vài năm vài ba năm trở lại đây ở trên cái mạng xã hội đặc biệt là trên cái Facebook trên uh, YouTube những cái hội nhóm chơi lan ha. <laughs> Không cần nhắc nữa. À, thực ra thì um, đây là một trong những cái mà chúng ta um, nghe vậy thôi các bác, chứ còn uh, sự thật của nó là như thế nào thì uh, tại thời điểm này thì mình muốn nói rằng là uh, xin uh, xin nói với các bác là trong cái giới mà chơi về uh, về những cái món đồ độc lạ này đúng không lan va thì một thời nó độc lạ độc lạ rồi các bác ha rồi uh, gọi là giới chơi đầu tư đó. bởi vì hoa lan cũng một thời được gọi là đầu tư đầu tư lan mà đúng không các bác á nếu bác nào mà đến đây thì uh, nghe đến đây thì chắc là các bác cũng đã từng hiểu uh, từng từng hiểu và từng nghe đúng không hoặc là của tao nó dùng một lời đầu tư lan thì người ta nói là nước thủy triều giúp thì mới biết ai là người mặc quần, còn còn chưa Nước còn chưa nước thủy triều đang lên có nghĩa là đang nóng sốt đang cao trào đang được đẩy lên mọi người đầu tư lan nhà nhà đầu tư lan và những giao dịch lan thì lúc đấy người ta nói là không có một cái cái, cái, cái ai mà có thể cản được cả à? ha, và đến thời điểm này thì chắc chắn là rất là nhiều vườn lan đã bị bỏ hoang, đó lan thì có nghĩa là giờ cũng chả ai chăm sóc nữa đúng không? thì chúng ta mới thấy được là cái từ đam mê và cái từ bảo bảo tồn phát huy là như nó là mục đích như thế nào đúng không các bác hả thì trước khi nói tiếp thì các bác thấy đây em nam thì vẫn chơi lan đúng không? bởi vì những người chơi và những người chồng thì chúng ta mới hiểu được là cái từ mà cái từ những những cái những cái điều sâu thẳm trong đó đúng không? nếu chúng ta không phải là người đam mê không phải là người đam mê và chúng ta không phải là cái người mà à, ở trong cuộc thì chúng ta không có đủ kiên nhẫn ha, để trồng và ghép những cây lan đúng không tất nhiên là nó chỉ là đơn giản vậy thôi nhưng mà nó sẽ là đơn giản với những cái người mà yêu thích còn ví dụ như với những cái người mà không yêu thích thì nó chả là cái gì cả nhưng mà đây các bác có thể thấy được là không phải đơn giản mà những cái kỳ lan được ghép ở trên những cái lũa như thế này nó rất là lâu và nó đòi hỏi cái sự tỉ mỉ ha thì không nói thì các bác cũng đã hiểu rồi như thế nào là <laughs> đam mê và như thế nào là bảo tồn ha đây là những cây lan trầm các bác nhá những cây lan trầm sáu mắt đây làm cũng chơi và ép nó vào cái lũa Đấy, chơi theo cái phong cách giản dị các bác nhá à, ghép nó chứng nhiên những cái khúc gỗ những cái cây gỗ mục có những cái lỗ và tạo ra những cái lỗ để ghép lan đó là em nam đã từng chia sẻ về cái việc mà cách ghép lan rồi ha? à treo ở trong nhà thì nó sẽ không có bị mưa và không bị sợ thối nón các bác này đó. tuy nhiên thì um, nó cũng có những cái hạn chế ha đây chỗ này có vẻ là bị nhiều nước quá đuối này cây lan này nó sao nó chậm phát triển này mầm nó cũng bị uh, thối này. đó này thì có nghĩa là thế nào nó đều có lý do của nó cả các bác nhé và đây là một cái chậu lan mà được trồng theo cái phong cách như một thời các bác uh, 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 có nghĩa là cái thờ thời đó vật tư lan này các bác thấy những cái chậu lan, thấy kéo cái ngành lan, người ta dùng cái từ ngành lan luôn, rồi vật tư lan là bao gồm à, cái giỏ bằng gỗ, bằng nhựa, ha, rồi à, những cái phân rê, rồi các loại à, phân bón, rồi cái giá thể bằng nhựa thông New Zita, rồi các các loại các kiểu luôn, nhiều lắm. Và bây giờ thì chúng ta đến những cái à, cửa hàng vật tư nông nghiệp thì vật tư lan thì hầu như là còn rất là ít đúng không thế thì chính là cái điều đó chúng ta thấy rằng là bởi vì nó không còn chen nữa thì cái người buôn bán người ta đã cũng không không người ta cũng trả buôn bán bởi vì bán ế người ta cũng trả còn ai thì thì mình nói trên cơ sở nào bởi vì mình có đi làm mình có quan sát và mình thấy được cái điều đó thì mình nói chuyện chứ không các bạn cũng đừng nói là nó phép nha đã có trồng lan đúng không có chơi lan và mình hiểu và mình đi sâu vào thì mình sẽ hiểu đúng không và không phải là nghiễm nhiên mà lại làm những cái video này chia sẻ với các bác có nghĩa là cái việc đam mê là như thế nào đam mê là chúng ta là những cái người mà chơi cho đến cuối cuối cuộc chơi đúng không à, chơi đến cái thời điểm mà không còn ai cảm thấy bởi vì người ta ghét ghét lan bởi vì do là giao dịch lan này đúng không rồi lùa gà lan này đúng không lùa gà lan này có nghĩa là một thời thì một số người bị dẫn dắt vào cái cuộc chơi đầu tư lan và như anh chị các bạn các bác cũng đã biết rồi là nhiều người đã ôm 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 sầu đúng không vay nợ và chơi lan và bây giờ thì cái 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 cái, cái hậu quả thì em đang cũng không không nói ở đây các bác tự hiểu thôi ha không không giải thích ở đây nữa nhưng mà sự thật thì chơi lan nó không phải là một cái thú chơi của đa số các bác nhé bởi vì thực chất cây lan là những cái cây mà nó đòi hỏi cái gì chơi là chúng ta phải cần phải có một chút tỉ mỉ này chúng ta phải có một chút kiên nhẫn và yêu thích và chúng ta yêu thích cái điều gì thì chúng ta mới biến nó thành cái năng lượng ở bên trong con người chúng ta chúng ta mới chơi phải trồng và tất nhiên là cũng phải có một sự đầu tư nhất định về thời gian đúng không ví dụ như mua phân mua thuốc rồi tưới tắm rồi trông coi nó rồi nó như thế nào nó chăm sóc thì nó mới có chất lượng và đương nhiên là nó có à, có cái chỗ hoa chúng ta được đúng không không có một cái cây gì mà nghiệm nhiên mà chúng ta quẳng ngoài đường mà nó chỗ hoa đúng không chúng ta phải trồng phải tạo cho nó một cái môi trường sống đó đây là những cái cây lan mà thậm chí là những cây lan va luôn là mình cũng ghép nó vào đây các bác ha đó đây này, này chứ không phải là nói dóc với các bác đâu bởi vì mình cũng rất thích là làm những cái điều mà thật ra là có nhiều người không không muốn làm à thì đam mê là có nghĩa là chúng ta trồng nhưng phải nhân nó ra có nghĩa là chúng ta phải khi nó ra những cái kia thì chúng ta phải cố gắng nhân và trồng nó ra có thể là không vì mục đích về tài chính về kinh tế nhưng mà hãy cho những cái mầm lan những cái kỳ lan à, nó có cơ hội để nó phát triển và thậm chí thì mình à, tận dụng đến mức độ là có rất là nhiều những cái mà cái cái thân lan này à, nó có nó chồi hoa rồi người ta bảo là nó chồi hoa rồi thì sẽ không được nó sẽ không lên cây nhưng mình vẫn để ở ngoài vườn và để cho nó tự tạo ra cái cái kia và mình bắt đầu đưa những cái kia ra những cái nơi mà nó có thể phát triển được thậm chí là những cái gốc cây, những cái nhánh cây để cây lan có cơ hội phát triển. Các bác nhá. À, thì à, nói lại với các bác là chơi hoa lan là một cái thú chơi cực kỳ tao nhã, cực kỳ tao nhã các bác nhá. Nhưng mình nghĩ là đến một cái giai đoạn nào đó, đến một cái tuổi nào đó thì các bác anh chị các bạn mới cận trên cái điều đó. Bởi vì khi mà chúng ta còn đang sức trẻ đang ở cái tuổi mà gọi là cần phải đi học, cần phải lo toan cho gia đình, cho cuộc sống rất là nhiều, đúng không? thì chúng ta chưa cảm nhận được cái điều đó nhưng mà đến một cái 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 độ tuổi nào đó thì chúng ta mới cảm nhận được cái việc mà à, chơi lan nó mang lại cái sự bình thản, nó chưa nó một cái sự chậm lại cuộc sống, nó chậm lại không không cần phải quá nhanh, đúng không? và kiên trì nhẫn lại và à, cái kết quả đó là chỉ là những cái cây lan đặc biệt là lan rừng thì nó nở rất là nhanh hơn những cái lan gọi là chúng ta gọi là lan công nghiệp đó đen ru hả thì uh, chậm lại thôi hả vui và chúng ta sẽ hiểu như thế nào là đam mê đúng không chúng ta hiểu như bảo tồn của nó thì đúng không đam mê là những người mà đến uh, cuối cuộc chơi kiên trì đến cuối cuộc chơi và bảo tồn có nghĩa là chúng ta dù nó có xấu có đẹp dù nó có mang lại cái điều gì thì hãy tạo cho nó một cái cơ hội sống và nó có thể là sống được và chỗ cho chúng ta những cái bông hoa đẹp đúng không đó là một cách mà chơi lan với những cái người mà chơi bình dân họ quan niệm còn các bác các bác chơi lan để làm gì các bác kinh doanh buôn bán hay để kết nối bạn bè bảo tồn hay là để đầu tư thì các bác hãy bình luận ở trong cái video này cho các bác nhé một chút chia sẻ lan man về Hoa Lan để các bác anh chị và các bạn cùng cảm nhận và nhắc lại các bác rồi à, nước thủy chiều xuống thì mới biết ai là người mặc quần các bác có còn người mặc quần không có nghĩa là rất là nhiều người mà chơi lan không còn quần mặc <laughs> nói như vậy không phải là nó thực tế nhưng là một cái câu mà em nam nghe được ở trên mạng đã các bác Cảm ơn các bác đã xem video nha. Xin kính chúc các bác có một sức khỏe và trần nên niềm vui. Xin hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.